Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 41, bên ngoài dây đàn tỳ bà. Núi xanh thăm thẳm, liễu rủ như chân mày, đi xuyên qua nhiều lớp rừng rậm là thấy làng mạc nằm giữa núi đồi và làn khói bếp lượn lở bay lên. Thẩm Lang Hồn đi với Liễu Nhãn bảy tám ngày trong rừng rậm, nhờ ngọc Đoàn Nhi dẫn đường và chỉ bảo nên đã bình yên ra khỏi rừng. Hơn nữa vết thương trên người Liễu Nhãn cũng lành được bốn năm phần rồi, không còn thoi thóp như trước. Ra khỏi rừng rậm mốt ngàn, Thẩm Lang Hồn nhìn sắc trời, thấy ánh ban mai bắt đầu ló dạng. Tuy vết thương của Liễu Nhãn đã bắt đầu khá hơn, nhưng hành động vẫn bất tiện. Thẩm Lang Hồn lại kéo lê hắn dọc đường, giờ cả người bốc mùi hôi tanh rồi mũi trong rừng vây quanh hắn không ngừng vo ve nom rất đáng sợ thẩm lang hồn thản nhiên liếc nhìn liễu nhãn rồi nhấc hắn lên tung người bay ra khỏi rừng cây nhẹ nhàng thả hắn ở cửa thôn nở một nụ cười vô cùng ác độc rồi nhanh chân biến đi chỉ một lúc sau có người dẫn bò từ trong thôn ra đi được mấy bước bỗng thét lên cái thứ gì đây mấy con bò vàng đi qua bên người liễu nhãn kêu lên ò ò rồi ị mấy đống phân bên cạnh hắn Liễu nhãn chậm rãi ngồi dậy, dưới ánh ban mai, chỉ thấy gương mặt hắn lùi lõm nham nhờ bê bết máu khô, vết thương còn chưa lành hẳn, đỏ lòm nhức mắt. Vậy mà đôi mắt hắn lại đong đầy ánh sáng, con người đen tuyền lấp lánh, khiến người chăn bò hét lên thảm thiết. Ngươi, ngươi là cái thứ gì? Còn, còn sống không đó? Liễu nhãn không trả lời, chỉ nhìn người chăn bò bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến hắn ta phải lùi vài bước, dè dặt đi vòng qua người hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy về thôn, mặc kệ mấy con bò đứng đó. Chẳng bao lâu sau người trong thôn ùn ùn kéo ra, cầm đầu là một người to béo, cái miệng oang oang. Đây là Sơn Yêu mà ngươi nói đấy à? Tên Sơn Yêu này trộm gà trộm vịt trong thôn lại còn trộm cả quần áo đàn bà. Hôm nay chắc chắn là bị người ta tóm được tần cho một trận mới thành ra thế này. Mọi người đã ai bị nó trộm đồ chưa? Người trong thôn nhao nhao la hết hùa theo cu đấm mờ màn của tên cầm đầu. Bảy tám gã hán từ trẻ tuổi lực lưỡng nghiến răng nghiến lợi vây quanh liễu nhãn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, những tiếng bốp bốp bịch bịch cứ vang lên không ngừng. Thì ra thôn này vốn nghèo khó, hàng năm chẳng trồng được bao nhiêu lương thực ngũ cốc, nhưng khổ nỗi mấy năm nay liên tục bị trộm. Thì thoảng lại có nhà kêu lương thực dự trữ cả năm trong một đêm đã không cánh mà bay, khiến người ta vô cùng căm hận ngoại trừ ngũ cốc, tên trộm kia còn trôm cả quần áo phụ nữ, có lúc lại xông vào nhà có chốt của ăn cua để trộm cả đồ trang sức vàng bạc, đồ đạc chỉ hơi đáng tiền thôi cũng lấy. Trong một đêm mấy năm về trước, có người vô tình chạm mặt tên trộm kia, hóa ra là một con sơn yêu mặt mày quái gì, từ đó cả thôn run rẩy sợ hãi, không dám mở miệng ra oán trách chuyện trộm cướp nữa. Mà hôm nay kẻ chăn bò kia lại gặp một sơn ở cửa thôn, hẳn là tức nước vỡ bờ, dưới những cú đâm đá bình bịch nặng nề của những kẻ kia, liễu nhãn chỉ cảm thấy ngũ tạng đảo lộn, khi huyết sôi trào, miệng vết thương trên người nứt ra, đoạn chân gãy đau nhức không chịu nổi. Hắn không thốt ra nửa lời, chỉ nhắm mắt chịu đựng, trước mắt chợt hiện lên một hình ảnh xưa cũ. Đó là chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, năm ấy hắn 12 tuổi. Lần đầu tiên gặp đường lệ từ 10 tuổi là ở một con hẻm nhỏ nằm giữa những tòa cao ốc mọc như rừng trong thành phố. Khi đó y đang bị người ta dẫm đạp trên đất, một đám choi chơi 17-18 tuổi đang vây quanh y đấm đá. Bởi vì đường lệ từ vô cớ ăn trộm ví tiền của người ta, bị phát hiện thế là ăn no đòn. Đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in vẻ mặt hưng phấn và điên cuồng của đứa trẻ bị đạp trên đất kia, y không hề thấy đau, chỉ thấy vui vẻ và rất ca ích thích, có chết cũng chẳng sao, có lẽ nét cười ấy đã khơi lên cơn tò mò của hắn, thế là hắn xông vào cứu người, kết quả ăn đòn chung với đường lệ từ, bị người ta nhổ cho mấy bãi nước bọt. Sau chuyện lần đó, họ trở thành bạn bè dính nhau như hình với bóng. Từ ngày sinh ra đến năm 24 tuổi, Liễu Nhãn vẫn luôn là một người tốt quá đà. Đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra vì sao mười mấy năm nay mình chưa từng cảm thấy đường lệ từ tà ác quái gở mà chỉ tò mò về nụ cười hưng phấn và để tâm đến ánh mắt trông giống của Y, còn thêm một phần quan tâm, sợ Y tự hủy hoại chính mình, nên sau đó có thể làm bạn với Y chừng ấy năng. Hắn vẫn luôn đóng vai trò như một quản gia, nhìn Y làm càn, thu dọn mớ hỗn loạn mà Y để lại, khuyên Y quay đầu, rồi sau đó lại nhìn Y làm bậy. Đó là một vòng tuần hoàn ác tính, mãi cho đến ngày đường lệ từ thay đổi hoàn toàn sau đó hắn lại không đọc ra tâm tư của y nữa, nhìn y giống như nhìn một món hàng giả được chế tạo cầu kỳ, hoàn mỹ không tì vết, mà ngôn từ cử chỉ của món hàng giả này lại vô cùng xuất chúng và làm người ta nghiêng ngả. nhưng không còn lộ ra nét dữ tợn và điên cuồng, không nói và làm những chuyện khủng điên quái gì, cũng không có nghĩa là hàng giả có thể biến thành hàng thật. điều đó chỉ có thể chứng minh đường lệ từ đã trưởng thành rồi, không còn phơi bày sự trống rỗng của mình ra nữa y từ chối kết nối với bất kỳ ai y có thể một thân một mình làm bất cứ chuyện gì y muốn làm không cần dựa vào ai nữa kể từ khi ấy đường lệ từ đã rời bỏ thế gian này cho đến cái ngày y muốn kéo mọi người chết chung hắn mới một lần nữa cảm nhận được nỗi trông rỗng trong lòng y sâu đến đâu và đã phồng ra lớn đến nhường nào không ai cứu được y từ khi sinh ra y đã là một đứa trẻ tà ác cho dù lưu lạc đến thời đại hoang vu không quen biết ai này y vẫn hại chết bạn bè để đổi lại hào quang trên người hôm nay. Dù đi đến đâu, đường lệ từ vĩnh viễn là con cưng của trời, vĩnh viễn khiến người ta tin phục, vĩnh viễn không sai. Quyền lực, thế lực, tiền tài, vầng hào quang khổng lồ vượt lên trên tất cả, đó chính là những gì y mong muốn, không ai thay đổi được. Hận một người, có thể hận đến chừng nào, liễu nhãn lạnh lùng nhìn những đòn đấm cú đá của mọi người, đó chính là hình phạt của địa ngục nhưng hắn không hề cảm nhận được đau đớn vì toàn bộ tâm tư đều đã dùng để hận hận mình năm xưa đã quá ngu xuẩn hận đường lệ từ ác độc hận trời xanh tàn nhẫn hận đường lệ từ tạo nghiệt thì chẳng hề gì mà sao đến lượt hắn giết người lại phải chịu đòn trừng phạt này dựa vào đâu vì đường lệ từ còn dối trá ác độc khôn khéo tâm cơ hơn hắn vạn lần sau hắn thật sự rất muốn vượt qua y ở những phương diện này đáng tiếc từ đầu đến cuối hắn không phải kiểu người ấy. Hại chết ngàn vạn người đã chết từ lâu thì đã làm sao, nếu như có thể khiến y phiền não đau khổ. Này, ăn trộm quần áo của các người là ta, sao lại đánh hắn? Phía xa truyền đến một giọng nữ giả nua, thôn dân lập tức dừng tay rồi lùi lại mấy bước. Liễu nhãn đưa tay lên lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn đôi giày thiêu hoa màu nâu kia đôi giày ấy cũ lắm rồi nhưng vết chỉ thiêu còn mới tinh, hiển nhiên đôi giày đó ban đầu vốn không thiêu hoa, mà sau này mới được người ta thiêu lên. Có thể thấy chủ nhân đôi giày này rất thích trương diện, nhưng đó lại là giày của Ngọc Đoàn Nhi. Đám thôn dân chỉ thấy một bóng xám nhảy vọt ra từ trong rừng, đến khi nhìn rõ mới biết trước mặt là một bà lão mặt mũi nhăn nheo, bên ngoài khoác một tấm áo tím, mặc váy dài màu nâu. Trong đám đông bỗng có người hét lên. Má nó chứ, đây là quần áo của vợ ta. Mọi người lập tức xôn xao, ai nấy trợn mắt lên nhìn bà lão đột ngột xuất hiện này. Trong lòng không khỏi đoán già đoán non phải chăng bà lão này với tên Sơn Yêu nằm dưới đất kia bắt tay nhau cùng ăn trộm ngũ cốc và quần áo. Bà lão lại còn mở miệng bênh tên Sơn Yêu kia, nhất định là đồng bọn với nhau. Người này không lấy bất cứ vật gì trong thôn các ngươi, ta từng lấy ba bộ quần áo, lúc mẹ ta còn sống cũng từng hái đào dại với hành dại ở thôn của các ngươi. Ngọc Đoàn Nhi chắn trước mặt Liễu Nhãn. Không phải hắn làm, muốn đánh thì đánh ta là được rồi. Eo nàng nhỏ nhắn, da thịt trên món tay nhãn nhụi trơn mềm, trắng như tuyết như ngọc. Hai tên thôn dân lăm lăm gậy gỗ định lao lên đánh, nhưng nhìn kỹ người nàng thì càng nhìn càng rợn tóc gáy. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ. Ôi mẹ ơi! Một trong hai người vứt gậy gỗ đi. Đây là quỷ chém đầu. Nữ quỷ gắn đầu bà lão. Mọi người mau chạy đi, ma quỷ hiện hình giữa ban ngày đó. Đám thôn dân lập tức la hét thất thanh, chạy loạn bốn phía, trốn sạch không còn một bóng người. Ngọc Đoàn Nhi đỡ Liễu Nhãn lên, thở dài. Liễu Nhãn lạnh lùng hỏi: "Ta bị đánh liên quan gì đến cô?" Ngọc Đoàn Nhi nói: "Người trộm đồ vốn là ta, bọn họ đánh ngươi đương nhiên là bọn họ sai." "Nhưng ngươi đúng là tên khốn đấy à? Bị người ta hiểu lầm sao không giải thích?" Nghe giọng nàng có vẻ oán trách, Liễu Nhãn đột nhiên cười nhạt cô chỉ đang trông chờ vào loại thuốc có thể cứu mạng cô mà thôi nếu như ta chết thì cô mãi mãi không biết đó là thuốc gì hắn quay đầu đi tuy gương mặt máu thịt bầy nhầy không nhìn ra thần sắc nhưng nhất định là vô cùng khinh bì ngọc đoàn nhi nhíu mày ta đã quên cái thuốc gì gì đó từ lâu rồi gương mặt một người bị hủy hoại thế này thì đáng thương lắm huống hồ ngươi lại còn tàn phế nữa cho dù ngươi có ăn trộm thật thì bọn họ cũng không nên đánh ngươi liễu nhãn quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái thì ra cô đã quên từ lâu rồi à vậy cô đi theo ta làm gì trở về rừng cây của cô đi ngọc đoàn nhi lắc đầu ngươi không đi được người kia lại vứt bỏ ngươi không thèm quan tâm một mình ngươi ngồi đây chẳng phải rất đáng thương sao hơn nữa ngươi vừa bẩn vừa thối thế kia ta giúp ngươi tắm rửa đưa ngươi về rừng cây được không nàng càng nói càng vui vẻ ta đưa ngươi vào rừng chúng ta trốn đi không ai thấy nữa mặt mũi khó coi chừng nào cũng chẳng còn quan trọng. Liễu Nhãn lạnh lùng hỏi: "Ta là kẻ đại ác giết người vô số, cô không sợ à?" Ngọc Đoàn Nhi nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi không đi lại được, ngươi muốn làm chuyện xấu thì ta sẽ đánh ngươi." Nói rồi vươn tay nhấc Liễu Nhãn lên, lao nhanh về phía rừng cây. Đi mới được vài bước, thấy Liễu Nhãn cao hơn mình quá nhiều, đi lại không tiện, Ngọc Đoàn Nhi liền bế hắn lên tung người nhảy vài bước, xuyên qua lớp lớp cây rừng nhanh chóng đến bên một cái hồ. Đây là đầu nguồn của một con suối, chỗ nước sâu thì lăn tăn sủi bọt. Nước hồ trong veo thấy đáy, dưới đáy hồ toàn là những tảng đá lớn màu nâu, sáng bóng lạ thường, chỉ những nơi cách thật xa nguồn suối mới có rong bèo. Ngọc Đoàn Nhi nhấc liễu nhãn lên thả vào hồ nước, mắt một cành rong nở hoa trắng bên bờ, xé quần áo hắn ra rồi bắt đầu lau chùi người hắn. Liễu Nhãn ban đầu còn kháng cự, cuối cùng hư một tiếng rồi nhắm mắt buông xuôi. Một lúc sau, Ngọc Đoàn Nhi đã lau chùi hết những vết máu và bụi bẩn trên người liễu nhãn, lộ ra làn da mịn màng trắng như tuyết. Bàn tay nàng dần dần chậm lại, ngơ ngẩn nhìn phần vai và lưng trắng bóng của liễu nhãn. Da thịt trắng tái mang theo nét ảm đạm, phần vai và lưng không ngượn chút tì vết của hắn không hiểu sao lại toát ra vẻ đẹp âm u sầu thàm. Người này rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng lại giống như chìm dưới vực sâu, nằm trong địa ngục. Trước đây chắc là ngươi đẹp trai lắm nhỉ?" Nàng nhỏ giọng hỏi, Liễu Nhãn thản nhiên đáp. "Không." Ngón tay Ngọc Đoàn Nhi vẽ theo đường chân mày của hắn. "Có phải vì trông ta rất xấu xí, ngươi sợ ta chạnh lòng nên mới lừa ta không?" Nàng khẽ thì thào. "Trước kia ngươi nhất định rất đẹp trai, tiếc là ta không được thấy." Liễu Nhãn tóm lấy tay nàng, lạnh lùng hỏi. "Trước kia ta đẹp trai thì cô định làm gì?" Dụ dỗ ta à? Ngọc Đoàn Nhi mở to hai mắt. Ta chỉ nghĩ trước kia ngươi rất đẹp trai mà bây giờ biến thành như vậy thì thật là... Nàng chuẩn bị nói thêm ba chữ. Đáng thương lắm. Thì bị liễu nhãn cầm tay kéo lại gần, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng nào nàng. Ta đáng thương nhưng ít ra còn sống được rất lâu, còn cô thì sắp chết rồi. Ánh sáng trong mắt Ngọc Đoàn Nhi lập tức lụi đi, nàng thở ra một hơi thật dài. Liễu nhãn hất tay nàng ra, cất giọng lạnh như băng. Đi tìm giúp ta một bộ quần áo. Ngọc Đoàn Nhi đứng như trời trồng, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, hiển nhiên vô cùng bất mãn với câu nói vừa rồi của Liễu Nhãn. Liễu Nhãn nằm ngửa trong nước, dù chân không cử động được nhưng vẫn đưa cánh tay ra sau lưng quẫy nước, trông có vẻ tự do tự tại. Một lúc lâu sau, Ngọc Đoàn Nhi mới mở miệng. Ngươi đúng là một kẻ đại ác. Liễu Nhãn lạnh lùng hỏi. Cô muốn giết ta à? Ngọc Đoàn Nhi lại đáp: "Một kẻ đại ác bị hủy dung xấu xí như vậy, lại còn biến thành tàn phế, trong lòng nhất định vô cùng khổ sở. Ta không trách ngươi, ở đó đợi ta đi tìm quần áo cho ngươi." Nói xong, nàng khẽ mỉm cười, quay người bỏ đi. Liễu Nhãn bỗng ngoài người lên trong nước, nhìn theo bóng lưng của cô gái kỳ lạ kia, trong lòng chợt nổi giận đùng đùng. Hắn nhặt một hòn đá dưới nước ném lên bờ, một tiếng "Rào!" vang lên kéo theo bọt nước vang tung tóe, hòn đá vậy mà không bay nổi lên bờ. Một lúc lâu sau, Liễu Nhãn ngâm mình trong nước lạnh, dần dần cảm thấy rét run. Nếu muốn lên bờ thì áo quần rách nát không đủ che thân, mà nếu tiếp tục ở lại dưới nước thì ngày càng lạnh buốt. Đúng lúc này, trong rừng cây có bóng người lấp ló, Liễu Nhãn nín thở lặn xuống nước, vì dáng vẻ của hắn bây giờ không tiện gặp người, càng không có sức tự vệ sau khi chìm vào trong nước hắn từ từ lặn ra sau một tảng đá lớn rồi thò nửa đầu lên mặt nước lẳng lặng nhìn vào rừng cây trong rừng ló ra một gã đàn ông trung niên đỉnh đầu hơi hói vốn đội một cái mũ nhưng lúc này mũ cũng lệch sang một bên gã cúi thấp người luồn qua bụi cây nhìn trái nhìn phải trông lén la lén lút liễu nhãn hơi nheo mắt lại nơi đây cách thôn xóm khá xa gã chạy đến chỗ vắng vẻ này làm gì nhìn ngó một lúc Người này đột nhiên đứng thẳng lên, sau lưng gã vác theo một bọc quần áo, trong ngực ôm vật gì đó. Gã nhẹ nhàng đặt vật kia xuống đất, vứt bọc quần áo sang một bên, bắt đầu cởi đồ. Liễu Nhãn cau mày, tên này oa, cái vật mà gã đàn ông trung niên kia vừa đặt xuống đất bỗng khóc oà lên, nghe chất giọng giống một cô bé 7, 8 tuổi. Gã đàn ông trung niên kia vội vàng cởi quần áo, mặt cười dâm đáng. Bé cưng đừng khóc, chú sắp chơi với con ngay đây. Nói rồi lao người đến, cô bé kia lại càng khóc to hơn, nghe vô cùng thê thảm. Chợt nghe một tiếng. Rào, dường như trong nước có thứ gì đó trồi lên. Gã đàn ông kia xoay người lại thì thấy hồ nước sau lưng dâng lên một xoáy nước, giống như có vật gì đó đang bơi đến rất gần, lại đột nhiên chìm xuống. Hắn xì một tiếng, vẫn cười dâm đáng. Chỗ này có cá to lắm, Đợi chúng ta chơi xong chú sẽ dẫn con đi bắt cá. Cô bé kia gào lên. Con không muốn, con muốn về nhà, con, ươm ươm. Nghe tiếng thì cô bé đã bị bịt miệng. Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, trước khi làm gì cũng không thèm nhìn ngó xung quanh. Ở nơi rừng sâu núi thảm là đất ma quỷ hoành hành mà làm cái chuyện này, đúng là không biết điều. Một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp thong thả vang lên. Tội ác trên đời có trăm ngàn loại, đê hèn nhất chính là loại như ngươi gã đàn ông trung niên kia nhảy dựng lên, chỉ thấy dưới hồ nước trong veo thấy đáy lộ ra một mớ tóc đen bồng bềnh trôi như hoa cúc. Có người chậm chậm trồi lên từ đáy hồ, cái đầu kia ló ra khỏi mặt nước, lồi lõm chẳng chịt đỏ lòm nhức mắt, hình như không có mũi miệng. Hồn vía hắn lập tức bay lên mây, rú lên một tiếng thê thảm rồi trần chu, ông chạy vọt ra khỏi bụi cây, khi tới thì chậm chạp mà lúc đi lại nhanh như tên bắn. Mẹ! Con muốn gặp mẹ. Cô bé nằm trên mặt đất vẫn còn khóc, khóc đến nghẹn ngào không thở nổi, vô cùng đáng thương. Liễu nhãn đứng trong nước im lặng một hồi rồi lạnh lùng nói. Có cái gì mà khóc, tự mặc quần áo vào rồi mau mau về nhà đi. Cô bé nằm trên đất bị hắn dọa sợ ngây người, cuống cuồng mặc quần áo vào, ngồi bệt ra đất nhìn hắn mãi không chịu đi. Liễu nhãn ngâm mình trong nước nhìn cô bé kia, tuổi chừng 8-9 vóc dáng hơi nhỏ nhưng gương mặt trông rất thanh tú đúng là có dáng dấp mỹ nhân hai người nhìn nhau một lúc rồi hắn hỏi sao ngươi chưa đi cô bé kia hỏi ngược lại hắn ngươi là yêu quái à liễu nhãn chớp mắt hờ hững đáp ờ à, đây là lần đầu tiên ta gặp yêu quái ngươi không giống lời bà nội kể liễu nhãn không đáp cô bé kia lại tiếp ngươi còn xấu hơn bà nội kể liễu nhãn hờ hững nói còn không mau về nhà đi ở lại thêm lát nữa rồi gặp tên người xấu kia thì ta không cứu nổi ngươi đâu. Cô bé kia đứng dậy, nhặt một hòn sỏi từ dưới đất rồi đột ngột ném vào người liễu nhãn. Bộp. Một tiếng, hòn sỏi ném chung chan hắn, cô bé giật nảy mình, sau đó bật cười khanh khách rồi nhanh chóng bỏ chạy về phía thôn làng. Liễu nhãn vẫn ngâm mình trong nước, khóe môi nở một nụ cười lạnh nhạt, đây chính là người đời, là chúng sinh hắn chậm chậm ngâm mình xuống hồ chừa mỗi cái đầu, cả người vốn đã rét run cầm cập, lúc này thân lạnh mà lòng càng thêm lạnh. Thế gian này vốn chẳng còn gì cứu nổi, có thể hại chết từng người một mới là chuyện vui tai vui mắt vui lòng. Người đời rốt nát, bạc bẽo, ích kỷ, hèn hạ, ngu đần. Một bàn tay thò vào trong nước lôi hắn đang ướt sũng lên, Ngọc Đoàn nhi nhíu mày hỏi. Người đang làm gì đấy? Đầu ngón tay liễu nhãn lướt qua cổ tay nàng, tuy không có nội lực nhưng cũng làm cổ tay nàng tê dần, đành phải buông ra. Liễu nhãn nằm ngửa trên mặt nước, nhẹ nhàng quẫy nước ra xa. Quần áo đâu? Ngọc Đoàn Nhi chỉ túi quần áo trên mặt đất. Mấy thứ này ở đâu ra? Liễu nhãn phớt lờ nàng coi như không nghe thấy, lặp lại câu hỏi. Quần áo đâu? Ngọc Đoàn Nhi nổi giận hỏi. Mấy thứ này ở đâu ra? Hai tay liễu nhãn vung lên, lại trôi ra xa hơn. Ngọc Đoàn Nhi tính tình dễ chịu, nổi giận một hồi cũng bỏ qua, lấy một bọc vải đen từ trong ngực. Lại đây, quần áo của ngươi này. Liễu nhãn vịn vào tảng đá đỡ người lên, hắn cứ đinh ninh mình sẽ trông thấy một mảnh vải rách hình dáng kỳ lạ. Nhưng không ngờ Ngọc Đoàn Nhi lại hai tay dâng lên một tấm áo khoác lụa đen, chất lụa tuy hơi xỉn nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Ngắm nghe tấm áo khoác kia vài lần, hắn từ bờ hồ bên kia chậm chậm bơi tới, tuy hai chân không cử động được nhưng hắn vẫn đủ sức tự kéo mình lên thảm cỏ phủ tấm áo khoác kia lên bờ vai còn ướt đẫm nơi chưa thấm nước còn có thể tung bay theo gió lộ nguyên phần ngực ngọc đoàn nhi dường như không hề cảm thấy nhìn một gã đàn ông ăn mặc mát mẻ là chuyện gì đáng ngại ngùng đây là quần áo của cha ta chấm liễu nhán nhíu mày vậy thì sao ngọc đoàn nhi nói đó là quần áo của cha ta ngươi đừng làm rách đấy tay liễu nhãn cầm lấy hai bên vạt áo choàng kéo căng ra định xé may mà công lực của hắn bị phế hai tay yếu ớt xé không rách được ngọc đoàn nhi hoảng hốt giơ tay tát hắn một cái giận dữ nói cái tên này sao lại thế chứ quần áo đang lành lặn sao phải xé ra đó là quần áo của cha ta không phải của ngươi liễu nhãn lạnh lùng đáp ta thích xé thì xé cô muốn đánh thì đánh cả ta và cô đều làm chuyện mình muốn sao lại không được Ngọc Đoàn Nhi tát hắn một cái, thấy mặt hắn lại chảy máu thì thở dài. Kẻ này vô cùng xấu xa nhưng nàng cũng không nỡ mặc kệ hắn, quay lại hái chốt thảo dược trong rừng đắp lên mặt hắn. Cái tên này sao lại xấu tính như vậy chứ? Liễu Nhãn thản nhiên đáp, ta thích đối tốt với ai thì tốt, thích ác với ai thì ác, chẳng ai can thiệp được. Ngọc Đoàn Nhi nhún vai, mẹ ngươi, mẹ ngươi chắc chắn không dạy dỗ ngươi cẩn thận rồi. Cô ngờ Liễu Nhãn lạnh lùng nói ta không có mẹ. Ngọc Đoàn Nhi giật mình kinh hãi. Mẹ ngươi cũng mất rồi à? Liễu nhãn hở hững đáp. Nghe nói người sinh ra ta thời trẻ từng là là gái mại dâm nổi tiếng ở phố đèn đỏ, nhưng ta chưa bao giờ đi tìm bà ấy, đến tên bà ấy ta còn không biết. Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên hỏi. Phố đèn đỏ, là ở đâu? Gái mại dâm là phụ nữ trong thanh lâu à? Liễu nhãn nhìn nàng từ đầu xuống chân vài lượt. Phố đèn đỏ chính là cái chỗ toàn ký viện ấy. Ngọc Đoàn Nhi à lên đó là nơi không tốt chút nào, người thật đáng thương, vậy mà ta còn đánh ngươi. Nói tới đây thì cười ấy náy. Xin lỗi nha. Liễu nhãn hừ lạnh. Cô có nịnh nọt ta thêm nữa ta cũng chưa chắc cho cô thuốc cứu mạng đâu. Ngọc Đoàn Nhi ngẩn ra. Ta lại quên bén mất cái thuốc kia rồi. Người muốn cho thì cho, mà không muốn cho thì ta cũng chẳng còn cách nào. Nàng lại bế liễu nhãn lên, lướt vào sâu trong khu rừng. Núi Hảo Vân, Thiệu Diên Bình khắc khoải chờ ba ngày khó khăn lắm mới chờ được tên đệ tử kia trở về nhưng lại chẳng có ai đi theo hắn sao rồi thần y đâu thiệu diên bình nổi cơn tam bành nói mau rốt cuộc ngươi đã đắc tội thủy thần y chỗ nào vì sao hắn không tới đệ tử kiếm hội kia tái mặt thiều tiên sinh bớt giận tôi 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 không làm gì cả chẳng qua vị công tử kia nói vị công tử kia nói thiệu diên bình nổi giận nói gì đệ tử kiếm hội ấp a à, ấp úng hắn hắn nói gần đây vận số hơi đen đủi phải đi chùa tĩnh tuệ dân hương dù có cho hắn hết đất đai ở núi hảo vân thì hắn cũng không đến đâu thiệu diên bình ngẩn người hắn nói vậy thật à gương mặt người nọ đau khổ tưởng như sắp chảy ra nước mớp đắng luôn rồi tôi nào dám lừa gạt thiệu tiên sinh thì công tử nói muốn đến chùa tĩnh tuệ dân hương trước sau đó lại đi tiêu nguyệt uyển ăn cá với tuyết tuyến tử núi hảo vân vừa xa vừa phiền vừa chán lại có nguy cơ toi mạng hắn nhất định không đi, thà chết cũng không đi. Thiệu Diên Bình lầm bẩm Vừa xa vừa phiền vừa chán lại có nguy cơ toi mạng, người thông minh quả nhiên là chạy cho xa, ai, cá ở tiêu nguyệt uyển à. Hắn ngẩn người mất một lúc rồi thở dài thương thượt. Thôi được rồi, người mang nhiều tiền đi mời một tên tiểu nhị vừa già vừa nghèo ở tiệm thuốc đến đây cho ta, càng nhanh càng tốt. Đệ tử kiếm hội kia ngạc nhiên. Tiểu nhị ở tiệm thuốc. Thiệu Diên Bình trợn chừng mắt ta thấy tiểu nhị ở tiệm thuốc còn đáng tin hơn đại phu, mau lên. Trong vòng 3 ngày, thân thể A Thùy đã bình phục khá nhiều, việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của đường lệ từ cũng không khó khăn gì. Mà vết thương của đường lệ từ cũng lành rất nhanh, dường như luôn có những chuyện thần bí xảy ra trên người y. Giống như nọc độc rắn, vết bỏng lửa và nội thương trước kia đều nhanh chóng lành lại trong mấy ngày ngắn ngủi. Ba ngày nay vết thương của y đã bình phục rất tốt miệng vết thương không hề nhiễm trùng với vết thương nặng như kiếm đâm xuyên qua ngực mà khỏi nhanh thế là cực kỳ hiếm gặp nhưng để phối hợp điều tra nội gián trong kiếm hội đường lệ tư vẫn ngày ngày nằm trên giường già bộ thoi thóp dư phụ nhân đóng kín cửa giấu mình trong phòng ba ngày rồi không thấy ra ngoài thiệu diên bình bận rộn tiếp những danh môn chính phái nguyên lão thế gia đến đón người tạm thời không có thời gian dành để suy ngẫm về đại cục giang hồ mà đồng hồ bút bồ quỳ thánh thành ôn bào thượng sư phổ châu và tây phương đào bàn luận về thế cục giang hồ mấy ngày liền có vẻ cũng rút ra được nhiều điều trong phòng đường lệ từ à, à, ê. phụng phụng bò trên mặt bàn cánh tay mũm mĩm của nó dơ lên chỉ chỉ trò trò về phía a thùy a thùy nhẹ nhàng xoa đầu nó mọc được sáu cái răng rồi biết bò rồi chờ thêm mấy tháng nữa là biết nói biết đi đường lệ từ mỉm cười Cô có muốn đưa nó đi không? A à, Thùy ơi chấn động. Ta. Nàng khẽ thở dài. Muốn. Đường lệ từ hơi mím môi. Hách văn hầu chết rồi. Liễu nhán bị phong lưu điếm vứt bỏ không rõ tung tích. Tình thế bất đắc dĩ khi cô giao con cho ta đã không còn nữa. Cô hãy tìm một nơi non xanh nước biếc, tĩnh lặng vô yêu. Ta mua cho cô một gian nhà với mấy mấu ruộng tốt. Cô đưa Phụng Phụng đến đó vui vẻ sống tiếp đi. A à, Thùy lắc đầu. Ta chỉ muốn về Lạc Dương. Trở lại thư phòng Hạnh Dương. Đường Lệ từ khẽ mỉm cười. Đó là trốn thị phi. A à Thủy khẽ mỉm cười. Nhưng nơi đó là nhà của ta, tuy trong nhà không có ai đợi ta cả, nhưng ta vẫn muốn trở về. Đường Lệ từ nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới nói. Ta viết cho cô một bức thư, bao giờ trở về kinh thành với Phụng Phụng thì cô hãy đến phủ thừa tướng một chuyến trước, sau đó mới về thư phòng Hạnh Dương. A à Thủy nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại, phủ thừa tướng? Đường Lệ từ nhắm mắt, khóe mắt hơi cong lên giống như đang cười. "Cô đi làm giúp ta một việc." A à Thùy nhìn y chăm chú. "Việc gì?" Đường Lệ từ mở mắt, mỉm cười yếu ớt. "Cô phải hỏi kỹ càng đến thế à?" A à Thùy im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. "Ngươi không làm thế vì ta đâu." A à Thùy chẳng qua là một cô gái nhỏ bé giữa biển người mênh mông, chỉ có thể mang nợ đường công tử. Đã không có giao tình sâu đậm, cũng không thể báo đáp. Nàng hiểu dụng ý của Đường Lệ Từ, y không yên tâm để hai mẹ con nàng lẻ loi ở lại Lạc Dương, nên viết một phong thư gửi đến phủ thừa tướng, không biết trong thư nói gì nhưng đại ý chắc chắn là nhờ phủ thừa tướng thay mình chăm lo cho họ. Sở dĩ y không nhờ phủ quốc Trượng một là để tránh hiểm nghi, hai là Đường Lệ Từ đã khơi lên sóng gió quá lớn, phủ quốc Trượng ắt sẽ gặp liên lụy. Phủ thừa tướng nằm ngoài sóng gió, ít nhất người thường cũng không dám động vào. Y suy tính kỹ càng cho nàng như thế, quả thực khiến nàng cảm thấy không nhận nổi. Ta thật sự có việc muốn nhờ cô đến phủ thừa tướng một chuyến, chưa chắc đã như cô nghĩ đâu. Đường lệ từ nhìn lên xà nhà. Cô đừng nghĩ về ta quá tốt, có một việc ta giấu phủ thừa tướng ba năm rồi, chỉ vì một ngày nào đó có thể nhờ triệu phổ giúp sức. Tuy tình hình lúc này đã khác quá xa so với ta dự tính ban đầu, nhưng cô đi giúp ta chuyến này, có lẽ không chỉ đổi lại bình an cho cô và phụng Phụng mà còn bảo vệ chu toàn cho đường quốc trưởng. Y dịu dàng hỏi: "Cô có đi đâu?" A Thùy đáp: Người luôn có cách khiến người ta không thể không đi." Đường Lệ từ mỉm cười: "Vậy thì tốt, cô mang bút mực ra đây để ta viết luôn." A Thùy kinh ngạc: "Bây giờ luôn sao? Ta đợi ngươi khỏi bệnh rồi mới đi, vết thương của ngươi còn chưa lành, ta làm sao có thể yên tâm quay về Lạc Dương?" Đường Lệ từ nhẹ nhàng nói: "Cô muốn đi thì nên đi sớm một chút, cứ ở lại đây chọc cho ta rối ruột rối gan." đến một ngày nào đó tâm trạng không vui, ta lại giết hai mẹ cô rồi đốt thành cho cất bên mình, thì có thể ở bên ta cả đời. Vừa rồi hắn vẫn còn bình thản sắp đặt mọi việc mà giờ đây đã buông lời ác độc, ánh mắt không hề chớp lấy một lần, cứ như đây là chuyện đương nhiên, hoàn toàn không phải cho đùa. A à, Thủy nghe những lời này lại bình tĩnh lạ thường, một lúc sau nàng mới chậm chậm đáp lại. Lòng ta đã thuộc về người khác, không dám nhận sự yêu mến của công tử. Đường lệ từ ôn nhu nói. Nữ nhân ta muốn giết rồi đốt thành cho không chỉ có mình cô, cô không cần để tâm, càng không phải lo lắng. Phụng phụng trên bàn bò về phía đường lệ từ, ngón tay mũm mĩm không ngừng chỉ trỏ vào y, miệng ê ê a a. A à, thủy bế nó lên, hôn hai má phúng phính của nó rồi vỗ vài cái, vốn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong lòng đường lệ từ cất giấu quá nhiều bí mật, nàng không biết có nên mở miệng ra hỏi không những bí mật kia hòa quyện với nỗi trông giống không thể chạm vào, tính cách y vừa cực đoan lại vừa ẩn nhẫn, háo thắng ác độc lại dịu dàng khoan dung, cho nên có thể nhìn bề ngoài y không suy sụp, nhưng không có nghĩa là y chịu đựng được, được những bí mật kia. Mang giấy bút ra đây. Đường lệ từ nói, có thể trở về thư phòng hạnh dương, lẽ ra phải tràn đầy vui vẻ, nhưng trong lòng nàng lại dối như tơ vò, nặng nề cùng cực. A à Thủy đứng dậy đặt phụng phụng xuống giường để đi lấy giấy bút, đợi đến khi nàng mang đủ giấy mực bút nghiên về, đường lệ từ lại trầm ngâm một hồi rồi nói. Thôi, ta học viết nữa. A à Thủy cắn môi, lòng đầy phiền muộn, bất ngờ nói. Người mưu tính quá sâu xa, người bảo ta, bảo ta, phải làm sao mới được. Đường lệ từ thấy nàng thực sự không muốn được người ta che chở như thế, nhưng lại bị y nhờ và không đi không được, mặt mũi không hề vui vẻ. Cho nên đột một đổi ý, không nhờ nàng chuyển thư đi nữa. Nhưng không nhờ nàng đưa thư thì cũng sẽ nhờ người khác, kết quả vẫn vậy, chẳng qua là không lưu lại dấu vết, không để cho nàng phát hiện ra thôi. Nàng hiểu rõ đường lệ từ hao tâm tổn sức thế nào, nhưng nàng không muốn vô cớ liên lụy người khác phải bảo vệ nàng. Huống chi y bố trí quanh co phức tạp như vậy sẽ phải dụng tâm quá khổ cực, nàng thật sự không nhận nổi ân tình này, chỉ cảm thấy áy náy cô muốn về nhà, ta cho cô về nhà. đường lệ từ khẽ hé miệng để lộ hàm răng, hình như muốn cắn môi nhưng rồi chỉ lướt qua một chút, lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, nhạt. cô không muốn đưa thư giúp ta, ta cũng không bắt cô đưa. cô muốn đưa phụng phụng đi, ta cho cô mang đi. cô muốn gì được nấy. trên mặt y không để lộ cảm xúc gì, giọng nói cũng rất bình thản. ấy thế mà cô lại hỏi ta, cô phải làm sao mới được? hốc mắt a thủy chợt nóng lên từ nhỏ nàng đã rộng lượng, dù chịu bao nhiêu hành hạ xỉ nhục cũng gần như chưa từng khóc, nhưng lúc này hốc mắt đã cay cay. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn ta phải đối đãi với ngươi thế nào? Ta không thể. Đường lệ từ âm u nói. Ta muốn từ tận đáy lòng cô coi ta là thần, tin tưởng ta quan tâm ta, cam đoan đời này sẽ vì ta mà đi vào chỗ chết, biết đúng lúc thì hôn ta, cam tâm tình nguyện leo lên gường ta. A à Thủy kêu lên một tiếng, bút mực giấy nghiên kia rơi xuống đất lột bục mực văng tung tuế, sắc mặt nàng tái trắng. Ngươi, sao ngươi có thể nói ra những lời này? Đường lệ từ ngừng đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, con ngươi đen đặc, gương mặt không để lộ cảm xúc. Nhưng nàng nhìn ra sâu trong đáy mắt y đang cười, một nụ cười điên cuồng ẩn giấu rất sâu. Đây chính là lời nói thật của đàn ông, một người đàn ông yêu thích một người phụ nữ lẽ nào không muốn nàng ta làm những chuyện này. Những tên đàn ông cưỡng bách cô lẽ nào không ép cô làm vậy à? chẳng lẽ cô cho rằng giữa nam nữ thật sự có thể tồn tại tình đồng chí đơn thuần cả ngày bàn luận cầm kỳ thi họa mà không có chút nhục đê ục nào sao người a thùy hạ giọng những lời này là thật lòng sao đường lệ tự đáp thật lòng a thùy cắn chặt môi những chuyện này ta tuyệt đối không làm được đường công tử ngày mai ta xin cáo từ ta sẽ chọn đời chọn kiếp ghi nhớ ân đức của công tử nhưng mong sau này không làm phiền đến công tử nữa nàng nhặt dây bút rơi dưới nền nhà đặt ngay ngắn lên bàn, lau vết mực trên đất rồi bế phụng phụng lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Đường lệ từ nhìn lên xà nhà, đáy mắt thu lại nụ cười, thay bằng nét huệ hoài mờ mịt, giống như một thân một mình đi hết chặng đường dài vạn dặm, trải qua trăm ngàn đắng cay, nét tang thương hẳn lên gương mặt nhưng vẫn không biết mình phải đi đâu, không biết đi đến nơi nào mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Rất lâu sau, y thở dài rất khẽ, ngồi dậy khỏi giường lấy giấy bút viết vài câu vào lá thư rồi gấp lại đặt xuống dưới gối mình sau đó y lại nằm xuống như cũ nhắm mắt không cựa quậy đường công tử đường công tử một lúc sau ngoài cửa sổ có người khẽ gọi đường lệ từ vẫn nằm im không đáp người ngoài cửa gọi y mười mấy lần xác nhận đường lệ từ không hề phản ứng đột nhiên ném một vật vào phòng rồi bỏ đi ngay lập tức Vật kia bay vào cửa sổ lại không nghe tiếng rơi xuống đất. Đường Lệ từ hé mắt liếc nhìn nó, chỉ thấy đây là một con vật giống ong mà không phải ong, giống bướm mà không phải bướm, cánh không to, đập cánh cũng chậm nên không nghe thấy tiếng. Đây chính là cổ trong truyền thuyết sao, hay chỉ là một loài có độc mà y chưa biết? Y nín thở nằm im, vật kia lượn lờ trong phòng vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống chân, hạ chân êm hơn cả tiếng lá rụng vật kia đậu trên người y rất lâu không nhúc nhích, đường lệ từ bình thản nằm im, giống như trên người không hề có thứ độc vật kỳ quái kia. Chờ thêm khoảng một nén hương, vật kia khẽ vẫy đuôi, từ chỏm đuôi nó đẻ ra vô số quả trứng nhỏ trong suốt lấp lánh dính lên chăn của đường lệ từ, ngay sau đó là vô số con trùng nhỏ phá trứng bò ra. Vô số con trùng nhỏ trong suốt bò loạn trên người đã khó chịu rồi, huống hồ còn là độc vật không rõ nguồn gốc, nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã hồn siêu phách lạc. Nhưng đường lệ từ vẫn nằm im nhìn những con trùng nhỏ kia chậm rãi ngoe ngoẩy trên đêm. Đường. Bên ngoài chợt có một người áo tím đầu đầy mồ hôi bước vào, chính là Thiệu Diên Bình. Vừa bước một chân vào phòng, nhìn thấy con trùng quái dị kia, hắn liền giật mình hoảng hốt. Cái thứ gì kia? Đường lệ từ khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, Thiệu Diên Bình ngầm hiểu ý, kế đó gào tướng lên. Đường công tử, đường công tử, người đâu, đây là thứ gì? Dưới tiếng quát tháo vang rền của hắn, con trùng kỳ lạ kia nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa sổ. Thiệu Diên Bình tự vả lên mặt mình hai cái, lỗ mũi vành mắt lập tức đỏ ửng, xoay người chạy ra ngoài. Ôi đường công tử ơi là đường công tử, người nhất định không được chết đâu đấy. Nghe tiếng la thất thanh của hắn, người ta vội vàng chạy tới, người đầu tiên xông vào phòng là bồ quỷ thánh. Lúc này Đường Lệ Tử đã nằm cứng ngắc trên giường, mặt mũi tím bầm, trên người có vô số con trùng nhỏ bò tứ tung. Chợt có một con rơi từ trên giường xuống đánh. Tách, một tiếng, khi chạm đất đã biến thành một bãi chất nhầy. Hắn la lên rồi lùi lại năm bước, giang hai tay ra ngăn thành ôn bào sắp bước vào phòng. Không được manh động, đây là phụ tử chàng Ti cổ, giống trùng này đẻ trứng trên người rồi ấp cho nở luôn, chui vào huyết mạch người ta người chúng cổ sẽ chết ngay lập tức toàn thân trở thành thức ăn của ấu trùng ấu trùng ăn hết máu thịt sẽ cắn rách ra người chui ra ngoài cực kỳ đáng sợ thành ôn bào lạnh lùng nói ta chỉ thấy rất nhiều ấu trùng chẳng biết y chết chưa để ta vào bắt mạch cho y bồ quỳ tính tái mặt vậy thì ngươi cũng trúng độc theo tuyệt đối không thể hai người đang tranh cãi thì thiệu diên bình dẫn một vị đại phu già nua vội vã bước vào người bệnh ở đây mời vào Vị đại phu già kia thấy trong phòng đầy trùng, sắc mặt lập tức xám ngoét. Ớ ờ, ớ ớ, việc này. Thiệu Diên Bình mặc kệ mấy câu ú ớ của ông ta, thẳng tay đẩy ông ta vào. Thứ gì kia? Lão đại phu kia bước vào phòng, chạm tay lên mạch môn của đường lệ tư. Người này chết từ lâu rồi, người 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 mời lão phu từ tận đầu tận đâu đến đây để khám cho một người chết, thật hoang đường, người này tứ chi đá cứng ngắc, không còn mạch đập, trên người lại toàn dòi bò. Ông ta vội vàng chuồn khỏi phòng. Lão Phu không chữa được người này, mà chỉ e cả thiên hạ cũng không ai chữa khỏi đâu, nén đau thương đi. Thiệu Diên Bình cười gượng nhìn đường lệ tư. Sao lại ra nông nỗi này? Bồ quỳ đánh thở dài. Không biết đường công tử chúng phụ tử chàng ti cổ từ đâu, đây là đệ nhất kỳ độc của Miêu Cương, người chúng độc sẽ chết thê thảm vô cùng, đường công tử tài trí lấy lừng lại chết vì giống độc vật này đây đúng là nỗi bi ai của giang hồ bất hạnh to lớn của chúng sinh thiệu diên bình sắp không cười nổi nữa bây giờ người cũng đã chết rồi mấy con trùng kia phải giải quyết sao đây bồ quỳ tính đáp chỉ còn cách mang cả người cả trùng đi thiêu mới không lưu lại mối họa độc vật thiệu diên bình nói ây già chuyện này để ta suy nghĩ thêm thành ôn bảo nhíu mày mọi chuyện xảy ra quá nhanh tạm thời hắn không sao tin nổi đường lệ từ đã chết thật rồi sao một nhân vật như y mà lại chết theo cách này hắn đưa mắt liếc nhìn gương mặt đường lệ từ sắc mặt kia rõ ràng là của người chết phần ngực và bụng cũng không còn phập phồng nữa nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai thiệu diên bình nhỏ giọng dặn dò mọi người không được lan truyền tin đường lệ từ đã chết ra ngoài mọi người cứ làm việc như thường đêm nay hắn sẽ phái người dựng lò thiêu trưa mai sẽ thiêu hủy thi thể của đường lệ từ mọi người gật đầu rồi đi Thiệu Diên Bình đóng cửa phòng đường lệ từ lại, phái hai đệ tử trông coi từ xa, tuyệt đối không được bước vào. Lúc này mặt trời đang dần khuất bóng, chẳng bao lâu sau màn đêm đã buông xuống, trăng sao răng đầy trời. Thiệu Diên Bình sang phòng thành ôn bào thì thầm to nhỏ, không biết nói chuyện gì. A à Thùy còn chưa biết đường lệ từ đã chết, nhưng tối nay nàng cũng không định đi thăm đường lệ từ. Thượng sư Phổ Châu và Tây Phương Đào cũng chưa biết việc này. Lão đại phu biết chuyện thì đã bị Thiệu Diên Bình đưa xuống núi, hôm nay mọi chuyện trong Thiện Phong đường vẫn diễn ra như bình thường, không ai nhận ra vừa có biến cố gì. Chợt nghe hai tiếng bộp bộp, hai người canh cửa phòng Đường Lệ Từ đột nhiên ngã vật ra đất. Một bóng đen bất thình lình xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng lập tức mở ra. Dưới ánh trăng sáng, bóng đen kia thấy thi thể Đường Lệ Từ vẫn nằm trên giường, những con trùng nhỏ trong suốt kia không thấy đâu nữa mà trên chăn lưu lại rất nhiều lỗ nhỏ li ti, hiển nhiên đám trùng kia đã xuyên qua chăn chui vào xác đường lệ từ. Hắn không khỏi thở dài một hơi, trong lòng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, bèn đưa tay ra bắt mạch môn y. Tay hắn chạm vào da thịt lạnh như băng, đường lệ từ quả nhiên đã chết. Người áo đen bịt mặt khẽ hừ một tiếng, lùi lại định chuồn, bỗng cái người. Đã chết. Kia xoay cổ tay, món tay như đao, trong nháy mắt mạch môn của hắn đã rơi vào tay. Người chết, chấm than, người áo đen kinh hoàng biến sắc, bổ một trường vào đường lệ từ. Ngón tay đường lệ từ siết chặt, một trường của người áo đen đánh lên người y không hề có lực, chỉ như vỗ nhẹ một cái. Dưới ánh trăng âm u, người chết, kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng chợt nhếch lên nở một nụ cười, khiến người áo đen đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Người, người chưa chết, chấm. Ngươi nói xem." Đường Lệ từ mở mắt ra dịu dàng nói, kế đó ngồi dậy ngay, tay phải giữ chặt mạch môn người áo đen, tay trái xòe năm ngón ra chụp lên mặt hắn. "Ngươi nói xem ta muốn nhét hết đám trùng kia vào miệng ngươi, hay là muốn cắm năm ngón tay này vào mặt ngươi, sau đó lột hết mắt mũi miệng răng lông mày của ngươi ra một lượt, hay là năm ngón tay y từ trên mặt người áo đen chậm chậm trượt xuống, năm đầu ngón tay mềm mại tinh tế vuốt từ cổ họng xuống đến ngực." hay là... Y còn chưa nói hay là cái gì, người áo đen đã thê thảm hỏi. Người muốn sao? Thật ra thì ta không muốn gì cả. Đường lệ từ dịu dàng nói. Bồ quỳ thánh bồ tiền bối, người có biết chúng ta đợi ngày này của ngươi lâu lắm rồi không? Người áo đen kia còn chưa kéo khăn che mặt xuống, chợt nghe y vạch trần thân phận của mình thì càng thêm kinh hãi. Ngươi! Đường lệ từ hỏi. Ta cái gì? Làm sao ta biết là ngươi hả? Y kéo tay phải, bồ quỳ thánh ngã quỵ đánh. Bịch. Xuống trước giường, tay trái đường lệ từ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn. Vào đêm phong lưu điếm tấn công núi Hảo Vân, ai có thể hạ độc vào giếng nước? Thứ nhất, đêm đó hắn phải có mặt ở thiện phong đường. Thứ hai, hắn phải am hiểu về độc dược. Thứ ba, hắn phải có võ vông cao cường, bởi vì kẻ hạ độc thông minh tuyệt đỉnh kia đã dùng nội lực âm hàn làm nước đóng băng, hòa chất độc vào nước rồi bọc lại trong khối băng, sau đó ném xuống giếng. Làm vậy sẽ tạo ra bằng chứng giả là khi băng tan khiến độc chảy ra thì không có ai lại gần giếng. Nhưng người này thật ra cũng không được thông minh cho lắm. Bây giờ là giữa hè, hắn lại bỏ độc vào trong khối băng, đêm đó ở thiện phong đường có bao nhiêu người làm được việc này. Đêm đó ở thiện phong đường có bao nhiêu người là chuyên gia dùng độc. Cho nên bồ tiền bối là đối tượng cực kỳ khả nghi. Bồ quỳ thánh á khổ cạn lời. Ngươi! bàn tay mềm mại của đường lệ từ lại vỗ một cái sau cổ hắn ta làm sao nữa à với tinh khí của ta chỉ cần nghi ngờ chút xíu thôi thì nói giết là giết luôn cần bẻ cổ là bẻ cổ luôn nhưng dù sao bây giờ ta vẫn đang làm người tốt mà sau trận chiến ngươi thu nhặt những con rắn độc mà phong lưu điếm sai khiến mấy con rắn kia vốn là của ngươi nên rất ngoan với ngươi điểm này quá dễ bại lộ cho nên ta đoán chủ nhân ngươi nhất định không hài lòng với hành động này lắm đâu Vậy nên ngươi muốn tìm cách khác lập công trước mặt chủ nhân, bèn phái người thả trùng độc muốn giết ta. Y cười khẽ. Ta mà là chủ nhân ngươi thì đã tát cho ngươi bay nguyên hàm răng từ lâu rồi. Đường lệ từ mà chết dễ dàng như thế thì chủ nhân ngươi sao phải hao tâm tổn sức nằm vùng trong kiếm hội trung nguyên, sao hắn không làm như ngươi, lấy một mảnh vải đen che mặt xông thẳng vào phòng mà giết ta. Hắn ẩn nấp cao siêu tài tình như vậy mà lại bị một thuộc hạ như ngươi bôi cho chát chấu lên mặt, đúng là đáng thương quá chừng. Nghe đến đây, bồ quỷ thánh trái lại còn cười gần một tiếng. Nói bậy nói bạ, chủ nhân ta ở xa ngàn dặm, ta còn tưởng ngươi liệu sự như thần, hóa ra cũng chỉ là ăn ốc nói mò. Trong kiếm hội trung nguyên vốn có hai người là ta và tưởng văn bác uống tinh quỷ cửu tâm hoàn, cho nên không thể không nghe lệnh phong lưu đi, ếm, ngoài ra còn có chủ nhân nào nữa đâu. Nực cười. Đường lệ từ nghe vậy lại vỗ ót hắn cay nữa. Đồ ngốc, sau đó lại nhẹ nhàng thổi một hơi vào gáy Bồ Quỷ Thánh, khiến hắn cảm thấy gáy mình nóng lên, lông tơ cả người dựng ngược. Đường Lệ từ lại nói tiếp, "Ngươi không biết gì cả, có nghĩa là chủ nhân ngươi căn bản không quan tâm ngươi sống hay chết, lộ hay không lộ. Hắn sẽ không cứu ngươi, bởi vì hắn chẳng có lý do gì để bảo vệ ngươi cả." Bồ Quỷ Thánh toát mồ hôi lạnh, Đường Lệ từ vẫn mỉm cười hớn hở với hắn, tay phải đã buông mạch môn của hắn ra gập ngón tay lại chống lên cằm. Ta không giết ngươi, vì chủ nhân ngươi còn chờ ngươi loan tin ta trọng thương sắp chết ra ngoài, sau đó ngươi bị người ta phát hiện rồi mới chết được. Sắc mặt bồ quỳ thánh tối đi. Ta, ta. Đường lệ từ dịu dàng nói. Cho dù thiểu diên bình không vạch trần ngươi thì vị chủ nhân thông minh tuya đỉnh kia cũng sẽ vạch trần ngươi. Đây chỉ là một ván cờ, mà tiền bối thì sao, chỉ là một quân cờ thí. Mọi người chơi qua chơi lại, Ai cũng coi ngươi như một con chó mà thôi. Bồ quỷ ánh đột nhiên quỷ đánh, bịch, xuống trước giường y. Công tử cứu ta, công tử cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta bị thứ thuốc độc kia khống chế, sâu trong lòng ta không hề muốn làm vậy. Ngón trỏ Đường Lệ từ chạm lên mũi mình, thong thả nói. Ngươi tìm loại trùng độc ác nhất trên thế gian để lấy mạng ta, giờ ngươi lại cầu xin ta cứu mạng. Bồ quỷ thánh quỳ dưới đất, ánh trăng ngày càng sáng tỏ khiến cái bóng của hắn lại càng thêm tối tăm. Sau một lúc ngây người, hắn gào lên một tiếng rồi quay người xông ra ngoài. Trong phòng, ánh trăng chảy tràn trên mặt đất, nhưng nơi nào khuất sáng thì vẫn đen kịt. Sau khi bồ quỷ thánh chuồn đi, chợt có người lạnh lùng lên tiếng. Hóa ra lời nói thật sự có thể giết người, trước đây ta còn không tin. Người vừa mở miệng nhẹ nhàng đáp xuống từ xà nhà mà không gây một tiếng động, chính là thành ôn bào. Đường lệ từ cắn nhẹ đôi môi đỏ. Người tới đây làm gì? Thành ôn bào thoáng khựng lại. Ta. Đôi mắt đen láy của y liếc qua thành ôn bào. Nghĩ ra vì sao ta không trúng độc rồi à? Thành ôn bào hít một hơi thật sâu. Phải, người vận công lên chăn đệm nên trùng độc kia không xâm nhập được. Và lại những con ấu trùng mới nở không chịu nổi kinh lực trí dương mãnh liệt. Chỉ cần đậu lại hơi lâu trên chăn sẽ chết vì nóng. Đường lệ từ khẽ cười. Không chỉ là chết vì nóng, mà là cháy thành cho. Thành ôn bào nói. Kinh lực cương dương thật quá lợi hại, vết thương của ngươi sao rồi? Đường lệ từ không đáp, một lúc sau mới khẽ cười. Dù ta bị thương nặng đến chừng nào, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì sẽ không chết. Thành ôn bào ngắm nghĩa y một lượt từ đầu xuống chân. Ngươi có thiên phú dị bẩm, gần như bách độc bất xâm. Đường lệ từ hỏi. Ngươi tiếc mình bách độc đều xâm à? Thành ôn bào ngẩn ra. Là sao? ánh mắt đường lệ từ xoay chuyển, lướt qua mặt hắn. Thành ôn bào cảm thấy lời y nói mang theo hàm ý khác nhưng không lĩnh hội được, còn đang kinh ngạc đã thấy đường lệ từ khẽ mỉm cười. Đêm khuya rồi, thành đại hiệp mau đi nghỉ ngơi, ta cũng mệt rồi. Thành ôn bào đến đây vốn là để âm thầm bảo vệ, đường lệ từ đã bình an vô sự thì hắn cũng gật đầu sách kiếm rời đi. Trong đêm tối, đường lệ từ chậm chậm trở về nằm xuống giường, ha ha bách độc bất xâm à, chuyện này đã từng khiến y đau lòng biết mấy, nhưng giờ đây dường như lại là điều may mắn, dường như y sắp quên năm xưa mình từng oán hận bản thân là một con quái vật. Có rất nhiều chuyện cũ không muốn người ta biết bỗng trở nên rõ ràng, rất nhiều cơn sóng ngầm trỗi dậy trong lòng không sao kìm nén được. Đường lệ từ ngồi dậy, trên tường phòng treo một cây đàn tỳ bà do thiệu diên bình chuẩn bị riêng cho y, dụng ý tất nhiên là nhắm vào đàn tỳ bà đen của liễu nhãn giờ đây y ôm đàn vào lòng, ngón tay khẽ gảy tinh tang mấy tiếng, tiếng đàn thâm trầm như nước chiều dâng, vang vọng khắp thiện phong đường. A à Thủy ôm Phụng Phụng ngồi trong phòng nàng, Phụng Phụng mốt mốt ngón tay, đã ngủ từ lâu. Nàng đã gấp xong quần áo ngày mai muốn mang đi, chuẩn bị đi ngủ chợt nghe một tiếng đàn vang lên, tựa như sóng ngầm lặng lẽ dâng lên, trong giây lát đã ngập tràn tâm trí. Nàng quay phát lại, suy nghĩ tạm thời trống rỗng chỉ ngơ ngẩn nhìn về hướng tiếng đàn vang lên thành ôn bảo còn chưa về phòng vốn ở trong rừng luyện kiếm chợt nghe tiếng đàn kia vang lên không thể nói rõ là hay hay giờ hắn chậm rãi bước về phía trước tập trung lắng nghe thiệu diên bình còn đang ngồi trong thư phòng sầu não chẳng biết nên làm gì với những cô gái áo trắng không có người đến nhận thì nghe thấy tiếng đàn hắn ngẩng đầu lên cõi lòng tràn đầy kinh ngạc đêm đó khi phong liêu điếm đánh đến nơi hắn khắc khoải ngóng trông cũng không nghe được tiếng đàn của đường lệ tư, tại sao đêm nay? Phổ Châu và Tây Phương Đào đang chơi cờ, nghe tiếng đàn kia, hai người nhìn nhau một cái rồi lại cúi đầu xuống chơi cờ tiếp. Dường như mọi thứ vẫn như cũ, nhưng bầu không khí đạm bạc ung dung giúp người ta bình tâm suy nghĩ đã thay đổi hoàn toàn. Cả thiện phong đường dường như đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, ai nấy đều ôm những tâm sự riêng, yên lặng lắng nghe tiếng đàn. Tại sao, Ai nói gần đây ta thay đổi quá nhiều? Sự thành thực thật ra đơn giản đến nỗi làm tổn thương người ta ngày càng lâu. Ta ư, chỉ là pho tượng gỗ người ta dâng lên bệ thờ thần trong thành phố, giả đến nỗi, không thực hiện nổi bất cứ lời khẩn cầu nào. Người nói người hèn mọn như đóa hoa, hoa nở nơi đâu, héo úa nơi nào cũng chẳng cần nói với ai. Người nói tuy người không đạt được kết quả, nhưng vẫn còn hy vọng, cũng có giấc mơ, mơ một cuộc sống không muộn phiền ta thì sao, ta lại im không nói. Đời người quá dài lâu, đời người cũng quá ngắn ngủi, ai có thể đi theo ai chọn đời. Đường Lệ từ hạ giọng hát, tiếng hát rất nhỏ, rất khẽ, chỉ nghe được tiếng đàn tỳ bà cô quạnh. Ta nào phải Phật đứng trên vũ đài phổ độ chúng sinh, ta nào phải ma quỷ dưới suối vàng mê hoặc hồn phách con người. Ta nắm giữ đất phồn hoa mà không thể nghỉ lại, ngày ngày ta tính trăm mưu ngàn kế nhưng không sao tính được ý trời, năm ngón tay chứa đựng hàng ngàn câu hỏi, trời đất quay cuồng phải bước tiếp như thế nào đây? Ca khúc này đã có từ lâu lắm rồi, là bài hát đơn đầu tiên do ban nhạc đồng địch phát hành, mà bọn họ cũng chỉ phát hành được một bài duy nhất này thôi, tên là Tâm Ma, à, chấm, A thủy lặng lặng nghe, nàng không nghe được lời bài hát, chỉ nghe thấy giai điệu tinh tăng lạnh lẽo thê lương, ban đầu còn tịch mịch, sau dần dần trở nên mãnh liệt hào hùng điệu nhạc đang rõ ràng bỗng hóa thành một tràng âm thanh lộn xộn, như gió thổi trên không trung, lại như có người quay mặt vào tường âm thầm rơi lệ. Như một kẻ điên hưa tay múa chân trong cơn mưa tầm tã, lại như từng chén rượu uống xong bị ném vỡ tan trên sàn, hòa cùng rượu và nước mắt mang nỗi thê lương chảy tràn mặt đất. Nàng dồn dập hít thở, tim đập như trống nổi, há miệng nhưng không biết mình muốn nói gì, đành lấy tay bịt miệng lại. Giọt nước mắt nhiều năm chưa rơi nay bỗng tràn khóe mi, mà nàng, vẫn không hiểu vì sao mình khóc. Chỉ vì y gảy đàn sao? Thành ôn bào đứng giữa rừng cây, vì cách phòng của đường lệ từ rất xa nhưng với thính lực của hắn vẫn nghe được rành mạch những câu hát rất khẽ của đường lệ từ. Sau khi nghe xong, hắn cho hiểu chỗ không, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, những ngôn từ lung tung làm nhảm này rốt cuộc có ý gì? Nhưng nghe vào tai cũng không gây cảm giác chán ngán. Tiến lên một bước, hắn xòe năm ngón tay ra, cúi đầu nhìn đường chỉ tay những năm tháng hành tẩu giang hồ lướt qua trong tâm trí năm ngón tay chứa đựng hàng ngàn câu hỏi rốt cuộc hắn đã từng nắm được điều gì lại buông bỏ điều gì thiều diên bình cũng nghe thấy tiếng hát kia há hốc miệng hồi lâu không ngậm lại được hắn cũng từng là thiếu niên phong lưu xem không biết bao nhiêu màn ca múa ca ký nổi danh đến đâu hắn cũng từng mời giọng hát hay cỡ nào hắn đều đã nghe nhưng hôm nay đường lệ từ khẽ cất giọng hát tiền tay đàn bừa tiếng tỉ bà thê lương mà điên loạn không hợp thành một ca khúc hoàn chỉnh nhưng vẫn rung động lòng người thiều diên bình nghe đến say mê rồi lại lắc đầu thở ra một hơi thật dài lớp bụi tích tụ trong lòng hắn sau bao năm vất vả nay giống như tìm được một cánh cửa sổ đột nhiên bị gió thổi tản ra bốn phương sau khi thở dài hắn không cười nổi nữa không biết nên nói gì có đôi khi có vài người hễ gỡ mặt nạ xuống thì không biết làm sao cho phải còn đường lệ từ y đeo lên đủ loại mặt nạ muôn hình vạn trạng màu sắc sặc sỡ, hay thật ra xưa nay y chưa từng đeo. Phổ Châu và Tây Phương Đào vẫn đánh cờ, sau khi tiếng tỷ bà vang lên, ngón tay Tây Phương Đào kẹp quân cờ khửng lại rất lâu. Phổ Châu hỏi, vì sao không đánh? Tây Phương Đào đáp, muôn vàn cảm khái, chẳng lẽ thượng sư nghe khúc nhạc kia không có cảm tưởng gì sao? Phổ Châu bình thản nói, lòng ta không động, ve cũng không kêu thì tự nhiên không còn gì vướng bận nghe với không nghe có khác gì nhau tây phương đào khẽ thở dài ta lại không có định lực như thượng sư lời ca này lay động lòng người khiến người ta không còn hứng chơi cờ nữa phổ châu nói vậy để đó mai lại đánh tiếp tây phương đào thả quân cờ màu trắng kia xuống gật đầu một cái rồi bất ngờ hỏi ta vẫn chưa bao giờ hỏi thượng sư còn trẻ thế này cớ sao lại xuất ra phổ châu bình tĩnh đáp từ nhỏ đã xuất ra trẻ hay già không quan trọng Tây Phương Đào lại hỏi. Thì ra là vậy, nếu thượng sư đã xuất ra từ nhỏ thì tại sao không giữ giới luật? Phổ Châu có tiếng là xuất ra không xuống tóc, ngũ giới đều không tuân, là một đệ tử thiếu lâm nghiêm cẩn, hắn vẫn là một cá thể khác biệt. Giới, chỉ cần vô tâm vô ý thì giữ hay không đều như nhau. Giữ cũng được, không giữ cũng được. Phổ Châu thản nhiên đáp, đôi mắt sáng lấp lánh của Tây Phương Đào xoay chuyển, khẽ mỉm cười. Nhưng người đời cứ phỏng đoán, việc đặt đồn đại về thượng sư, lẽ nào người không để ý? Phổ Châu đáp: Cũng không sao, Phật không ở Tây Thiên, mà ở trên con đường tu hành. Thủ giới là tu hành, không thủ giới vẫn là tu hành. Tây Phương đào mỉm cười xinh đẹp. Vậy thành thân thì sao? Thượng sư không giữ giới, vậy đã bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân chưa? Mi mắt Phổ Châu khép hờ, thần thái trang nghiêm. Thành thân hay không thành thân, có ý niệm này sẽ có vướng bận, có vướng bận thì không thể chuyên tâm tu hành. Tây Phương Đào mỉm cười. Nói cách khác, nếu thường sư có ý niệm này thì sẽ hoàn tục. Phỏ Châu gật đầu. Đúng vậy. Tây Phương Đào thở dài. Ngày nào thường sư còn ở trong cửa Phật, thì ngày ấy còn chưa có ý niệm này. Phổ Châu chắp tay. A-di-đà à Phật. Đêm dài vắng lặng, hai người bạn tốt thuận miệng bàn luận. Tuy không còn niềm vui đánh cờ như ban nãy, nhưng lại mang một bầu không khí thanh tịnh khác tiếng đàn tỷ bà đã ngưng thiện phong đường trở nên yên tĩnh lạ thường trong phòng đường lệ từ vẫn tối om một gian khác lại vừa thắp đèn đó là phòng dư phụ nhân hắn đã tự giam mình trong đó ba đêm bốn ngày hàng ngày thiệu diên bình đều sai người đưa cơm vào phòng cho hắn nhưng dư phụ nhân nhắm mắt làm lơ đã nhịn ăn mấy hôm rồi may mà hắn không ăn cơm nhưng vẫn uống rượu ba ngày nay hắn uống bốn năm vỏ rượu rồi Tử lượng của hắn cũng chẳng ra sao, cả ngày mơ mơ màng màng, coi như mình đã say chết cho xong chuyện. Thiệu Diên Bình không dành để ý đến hắn, những người khác cũng khuyên bảo đủ điều nhưng dư phụ nhân vẫn cả ngày say khướt, đóng cửa không ra ngoài. vậy mà sau tiếng đàn tỳ bà kia, dư phụ nhân thắp đèn lên, ngồi dậy sau một ngày dài ngủ mê man, hắn ngơ ngác nhìn xuống hai tay mình, chúng đang run rẩy, thắp một mọn đèn đến ba lần mới cháy. Nhìn một lúc, hắn đưa tay nắm lấy thanh lạc để trên bàn, nắm một cái mà thanh lạc đã kêu lạch cạch, cả thanh kiếm đều đang run rẩy. Keng, một tiếng, hắn ném thanh lạc ra ngoài, danh kiếm rơi xuống đất trượt đi rất xa, im ắng nằm trong góc tối nhất dưới gầm bàn. Dư phụ nhân lại ngây ngô ngồi bên bàn rất lâu, nhìn thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, bất ngờ đưa tay ra cầm đũa lên, tựa vào bàn ăn như hồ đói vừa ăn vừa chảy nước mắt, hắn muốn sang phòng đường lệ từ xem thử, sau đó sốc lại tinh thần, đi đón dư khớp phượng về rồi rời xa giang hồ, vĩnh viễn không nhắc đến kiếm nữa. Đường lệ từ lẳng lặng nằm trong phòng ôm đàn tỳ bà vào ngực, ngón tay vẫn đặt lên dây đàn, tấm chăn từng dính trùng độc bị y ném xuống đất. Y ngủ say rồi, nổi hứng làm bừa quấy giày người khác nghỉ ngơi, bản thân phóng túng xong thì ngủ thiếp đi, không quan tâm đến bất kỳ ai nữa phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn